hùng lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh hùng lê chứng khoán thì như anh chị em chúng ta cũng biết rồi hàng tuần thì hùng sẽ có một bản tin video phân tích bộ ba tham số chung ở thị trường sau đó thì chúng ta sẽ view ở các cái danh mục rất là cơ bản từ nhóm cổ phiếu trụ thép đầu tư công rồi bất động sản khu công nghiệp rồi nhóm ngành bất động sản dân cư nhóm ngành chứng khoán và đối với kênh chứng khoán uh, kênh hùng lê chứng khoán thì hàng ngày uh, chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường thì nhung đã có chia sẻ với các anh chị rồi uh, thị trường của chúng ta thì sẽ luôn luôn Uh, luôn luôn có những cái sự biến động trong cái quá trình chúng ta đầu tư chính vậy nên là hàng ngày thì chúng ta sẽ có thêm bổ sung thêm uh, các cái bản tin phân tích bộ ba tham số để chúng ta nắm được xu hướng uh, như vậy là uh, thị trường chúng ta đang đi ở trong góc độ tích cực hay là tiêu cực đúng không ạ và ở trên kênh này thì cũng sẽ phân tích uh, thêm một số các cái mã cổ phiếu uh, đẹp và những cái mã cổ phiếu có thể mang tính chiến lược và trend dài các anh chị nhé và như vậy thôi thì chúng ta lưu ý là chúng ta có hai cái kênh để chúng ta uh, tương tác và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ có những cái nhóm để chúng ta uh, gửi các cái thông tin uh, lên thì ở dưới link video thì ông đã để các cái link nhóm thì các anh chị có thể uh, theo dõi và tham gia mà lưu ý với các anh chị một số các điều uh, chú ý đấy là tất cả những cái nội dung mà chúng ta phân tích ở trên bản tin video hàng tuần á thì nó mang quan điểm của cá nhân hùng lê đó chính vì vậy nên là các anh chị em của chúng ta cũng happy đúng không ạ và chúng ta sẽ xem chúng ta tham khảo rồi sau đó thì chúng ta sẽ chắt lọc những cái điều hay những cái điều hay ý tốt đó để chúng ta làm sao đó để chúng ta đưa vào được các cái quyết định đầu tư ở trong những góc nhìn tốt nhất và tối ưu nhất anh chị nhá rồi, phần thứ nhất của bản tin thì chúng ta sẽ bắt đầu view bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua. Chỉ số VN-Index phiên giao dịch từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 5, như vậy chúng ta đã kết thúc một tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5 và chỉ số VN-Index thì như hàng ngày chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích định lượng nhất định. Ví dụ như là khi chúng ta kết thúc tuần giao dịch cũ thì chúng ta có đề cập đến cái tuần giao dịch mới, chỉ số VN-Index có thể có những cái gap tăng về quanh vùng 1270 và sau đó sẽ test lại ở vùng 1257 đến vùng 1260 và ở trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã có xây dựng uh, những cái target kỹ thuật ví dụ như là chúng ta có đề cập đến những cái, cái câu chuyện là chỉ số VNI của chúng ta sẽ uh, tiếp tục tiệm cận lên vùng 1285 đến vùng 1287 nghìn hai và uh, chúng ta có dự kiến uh, cái target năm của chỉ số VNI nó sẽ lên ở khoảng quanh vùng uh, vùng 1 nghìn bao nhiêu nhỉ một một tức là vượt vùng một nghìn điểm đó vượt vùng một nghìn điểm với điều kiện với điều kiện là à, chỉ số VNI chúng ta phải có được những cái điểm test tích lũy à, trên vùng 1.275 điểm các anh chị cứ xem tất cả các cái video mà Hùng có phân tích điều nó nói cực kỳ chi tiết đó và maximum ở trong tuần vừa qua thì như vậy là VNI của chúng ta đã vượt qua vùng 1285 Tuy nhiên à, lần thứ ba thì chỉ số VNI của chúng ta tiếp tục thất bại vùng này và sau đó VN chỉnh cung thì hàng ngày chúng ta có phân tích và có một cái điểm đáng lưu ý đấy là trong tuần vừa qua thì lần thứ hai chỉ số VN tiếp tục test về vùng 1250 1252 tức là cái cây nến của phiên giao dịch ngày thứ sáu nó test về điểm này thì trong cái bản tin phân tích tuần thì cũng có dự báo rồi đúng không ạ một là nó sẽ test về vùng 1257 vùng 260 hai là nó sẽ test lại cái mút nến của cái này thì đến phiên giao dịch của ngày 30 tháng 5 VN test lại mút nến sau đó có cái sự phục hồi và phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là thị trường của chúng ta lại bắt đầu quay trở lại chỉnh cung lấp gáp và cái cây nến kết thúc phiên ngày hôm nay thì hơi hơi tiếc nữa một tí ví dụ trong trường hợp nếu như chỉ số vn của chúng ta đóng cửa trên vùng một nghìn điểm đó, thì nó đẹp hơn nói chung là nó tích cực hơn đó nhưng mà nó lại bị mất vùng một và nó lùi sát đến vùng một thì như vậy là cái xu hướng của nó nó đã bị suy yếu đi một phần à, tương đối một phần thì chúng ta cũng liên quan đến cái câu chuyện chỉ số Dow Jones thì tí nữa sẽ phân tích sau. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là như vậy thì đến dự kiến phiên giao dịch tuần tới mở cửa phiên thì khả năng vn của chúng ta sẽ có gắt tăng nhẹ lên khoảng quanh vùng 1268 đến vùng 1270. Và trên tinh thần thì chỉ số VNI sẽ quay trở lại vùng 1257 đến vùng 1260 để gì tiếp tục lắp gáp và điểm sâu hơn thì nó có thể test lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 1250 đến vùng 1252. Tết tích lũy thành công ở các điểm hỗ trợ này và thị trường của chúng ta tiếp tục quay trở lại đảo long thì như vậy là ừm, ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm cái vùng cảng kỹ thuật của chỉ số VNI ở quanh vùng 1275 đến vùng 1280. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30 thì như chúng ta cũng đã có phân tích định lượng thôi, sự kiến cáp tăng khi vào phiên giao dịch ngày 27 đó là sẽ đẩy lên khoảng quanh vùng 1290 và sau đó sẽ test vùng 1280 điểm sâu hơn. Ở hỗ trợ kỹ thuật tuần thì cũng có phân tích ở vùng 1270 cộng trừ 2 điểm và các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch của ngày 30 thì chỉ số VN30 đã sọt khá là sâu và điểm sâu nhất là vùng 1263.5. Tuy nhiên, mẫu chốt vấn đề ở đây là gì? Cây nến kết thúc phiên của ngày 30 tháng 5 thì như vậy VN vẫn lấy lại được các anh chị nhé, vẫn lấy lại được ở vùng 1000 vẫn lấy lại được ở vùng 1270 điểm. Đó là một cái điểm mở chốt và sau đó thì phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 31 tháng 5 thì cũng có dự báo là VN30 sẽ có gáp tăng đẩy lại khoảng quanh vùng 1285 và các anh chị để ý thấy là đây đã có những cái gáp về khoảng vùng 1284 đúng không ạ? Và sau đó thì nhiệm vụ thì nó sẽ đi lấp gáp thôi và cái cách đi lấp gáp của thị trường thì như vậy thôi nó sẽ lấp về vùng 1275 điểm và các anh chị nhìn thấy là các cây nến giờ bắt đầu test về vùng 1275 cây đến kết thúc phiên thì có thời điểm là thủng 1275 nhưng mà nó lại rút chân lên được vùng 1276 à, với động thái hiện tại thì như vậy là phiên ngày hôm nay thì gần như là VN30 nó cũng sideways đi ngang và có thiên về phần chỉnh giảm ở đây và nó 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 test sát đến vùng 1275 nên có thể là gì ở phiên tuần tới thì như vậy là cái kịch bản nó sẽ được lặp lại tức là nó sẽ đẩy lại khoảng quanh vùng 1283 1285 à, kỳ vọng test đi thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ à, À, sau khi mà nó đẩy lên gáp tăng như vậy thì nó sẽ quay trở lại test vùng 1275 điểm sâu hơn vẫn tiếp tục 1270 cộng trừ 2 và có thể có thể ở trong tuần tới thì chúng ta phải tính toán đến các anh chị chúng ta phải tính toán đến vùng 1260 có thể là nó sẽ có những cây m5 các anh chị có thể nó sẽ có những có cây m5 ép xuống ở đây quanh vùng 1260 và sau đó thì à, sau đó thì nó nó sẽ rút chân lên ở cái kiểu cái kiểu 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 như thế này này đó các anh chị và tuần sau chúng ta phải tính toán những cây nến kiểu như này đó nó rút chân lên nó test xuống sâu nhưng sau đó thì nó sẽ rút chân lên và kỳ vọng thì ở góc độ kỹ thuật ở trong ngắn hạn chỉ số VN30 chúng ta phải giữ được trên vùng 1270 điểm cộng trừ 2 thì như vậy là tích cực còn trong trường hợp nếu VN30 chúng ta bị thất bại ở vùng 1270 cộng trừ 2 thì đó cũng sẽ là một cái tín hiệu đáng tiếc cho thị trường và chúng ta sẽ phân tích thêm Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số phái sinh thì như ông đã có phân tích rồi. Đối với phái sinh thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 1278 đến vùng 1280 đúng không ạ? Và sau đó thì uh, 1270 cộng trừ 2 và quanh vùng 1265. Thì trên thực tế là là trong tuần vừa qua thì chỉ số VN uh, VN 30F m của ta cũng đã test về vùng hỗ trợ này. Và chúng ta có xây dựng cái vùng cản kỹ thuật ở vùng 1290 đến vùng 1295 ở trong ở uh, phiên giao dịch của ngày 29 thì các anh chị có thể xem lại các bản tin video và đặc biệt uh, chúng ta zoom to chỗ này ra một tí và đặc biệt cái mẫu chốt nó đến ở trong phiên giao dịch của ngày 30 tại thời điểm uh, khoảng tầm 13 giờ 40 phút nhưng đã có phân tích ở trong bản tin của ngày hôm qua thì như vậy là chúng ta nhận diện thấy một cái vùng cân bằng của chỉ số VN 30F1M ở quanh vùng 1255 đến vùng 1260 có những cái điểm test lại uh, sát ở vùng 1253 sau đó thì nó rút chân lên và nhờ cái câu chuyện là gì? Cái câu chuyện là nhờ chỉ số phá sinh đã có cái sự rút chân khá là tích cực ở trong cây nến kết thúc phiên của ngày hôm qua, tức là ngày 30 thì như vậy phiên ngày hôm nay ngày 31 tháng 5 thì cái áp lực cái áp lực mà gia tăng lên thị trường mới nó nó mới được giảm tải đấy các anh chị. Và rất may, đấy thì như vậy là ngày hôm nay nó test này các anh chị, đó, đầu tiên test 1268. Dự kiến test tiếp 1265 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 1260. Ba cái điểm này chúng ta đã có phân tích mà trên thực tế thì nó test về vùng 368 à, uh, test điểm một long lên uh, tuy nhiên các cái điểm long thì nó cũng không đạt được đến cái vùng cảng cái thuật chúng ta kỳ vọng ở vùng một hai bảy tám đến vùng một hai tám mươi sau đó nó lại sọc lại và đóng cửa ở đâu đó vùng một hai bảy mươi có nghĩa là gì nó đóng đúng cái hỗ trợ à, đúng cái hỗ trợ một hai bảy mươi cộng trừ hai thế thì về cơ bản như vậy thì đây cũng đang là một cái tín hiệu khá là tích cực của chỉ số phá sinh và chúng ta kỳ vọng là gì phá sinh sẽ đẩy lên ở khoảng quanh vùng một hai trăm bảy mươi điểm của tuần tới Tức là sẽ đẩy lên khoảng quanh vùng này và sau đó sẽ đi test à, vùng test kỹ thuật thì vẫn như vậy thôi 1265 sau đó test xuống vùng 1260 và uh, trong tuần tới thì như vậy là chúng ta phải tính toán đến cái biên hỗ trợ kỹ thuật tuần ở vùng 1253 đến vùng 1255 có thể chỉ số phá sinh sẽ có những cây M năm nó sẽ có những cây mờ năm nhún về vùng này và sau đó kỳ vọng nó sẽ rút chân lên thì đó là một vài uh, các cái góc nhìn và qua uh, từng cái tín hiệu hàng ngày và hàng giờ hàng phút đấy giao dịch ở trên thị trường thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích cập nhật các anh chị nhá rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn um, lúc nãy em có đề cập đến cái câu chuyện về Dow Jones thì các anh chị có thể nhìn qua đây đây là một cái bức tranh tổng quan giữa chỉ số Dow Jones và chỉ số VNI thì các anh chị để ý nhé mặc dù là ở chứng khoán Mỹ thì nó cách chúng ta nửa vòng trái đất uh, tuy nhiên thì uh, thông thường khi mà chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng thì các anh chị nhìn thấy nhé bắt đầu cái điểm mùng đánh dấu đây đúng không ạ đây thì Dow Jones bắt đầu vượt từ vùng 33.000 điểm và lên đến vùng 40.000 điểm, đúng không ạ? Nhịp thứ nhất, thì chỉ số VNI của chúng ta cũng tạo đáy ở vùng 1.020 điểm Đấy, chính là cái chân sóng ngày 1, ngày 2 tháng 11 đó Và nó cũng bật lên được đến vùng, suy uh, sát vùng 1.292 điểm Đó, là cái chen thứ nhất, các anh chị để ý nhé Xong đó thì Dow Jones nó lại rơi tiếp một cái nhịp từ 40.000 điểm ở đây và nó test về và rất may là nó test thành công cái điểm ở đây đó là vùng 37.600 điểm thì VNI của chúng ta cũng làm luôn một nhịp từ đây đó, nó téng xuống cái đây 1.166 điểm sau đó thì chỉ số Dow Jones lại tiếp tục diện lại tiếp tục phục hồi kéo lên vùng 40.000 điểm ở đây và hiện tại thì chúng ta đang có những tín hiệu ạ à Dow Jones bị thất bại ở vùng 40.000 điểm và đặc biệt là trong uh, trong cây nến uh, trong những cây nến gần đây và đặc biệt là phiên giao dịch ngày hôm qua thì Dow Jones bị rơi qua rơi khỏi kênh xu hướng và sau đó thì Dow Jones bị mất vùng 38.500 điểm nên có thể là với cách hiện tại thì Dow Jones sẽ về vùng 376 37.6k và trong trường hợp Dow Jones mà tích được vùng 37.6k nhé mà nó bật lên đấy anh chị nhá nó bật lên À thì như vậy là gì? À thì như vậy là còn 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 cứu vãn được, như vậy là còn có cái đà tích cực ở đây. Tuy nhiên trong trường hợp nếu như chỉ số Dow Jones bị gãy ở đây thì rất có thể là chỉ số VNI của chúng ta cũng sẽ gì sẽ đồng pha. Có thể là nó sẽ nó chỉ sớm hoặc là nó muộn hơn một vài phiên giao dịch thôi, nhưng về cơ bản là gì? À cái sự đồng pha giữa chỉ số VN và chỉ số VN30 à, VN của Việt Nam nó là khá là tương quan cái chị nhá. Đó, như vậy thôi. Thế còn nhìn về trên chỉ số VN Index ngày thì như vậy là sau một cây nến đinh ba rút chân lên và phiên ngày hôm nay thì rất may là thị trường giảm nhưng thanh khoản rơi xuống rất sâu. Đó có 622 triệu cổ phiếu thôi, tức là so với phiên ngày hôm qua và ngày hôm trước thì như vậy là gần 1 tỷ cổ phiếu trên một phiên, như vậy là ít hơn 400 triệu các anh chị. Khá là tích cực. Đấy, một phiên test rất đẹp, thanh khoản thấp. Thì như vậy là gì tuần tới khả năng là gì chúng ta các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với chỉ số VN ở vùng 1257 ở vùng 1260 nhưng trong trường hợp có thể các anh chị nhìn thấy đây là một cái kênh cản chéo thì như vậy là sau khi nó bứt cản chéo xong thì nó có khả năng nó sẽ test lại ở trên cản chéo đây là một cây nến đây là một cây nến test ở trên cản chéo đây là cây nến thứ hai test ở trên cản chéo và có thể tuần tới sẽ có thêm những cây nến test ở trên cản chéo và test tích thành công xong thì rất có thể là gì à, chỉ số vn30 à, vni của chúng ta sẽ bật tăng quay trở lại thì đó là một kịch bản lạc quan nó song trùng với câu chuyện là chỉ số Dow Jones anh chị nhá nó xong trùng với câu chuyện là chỉ số Dow Jones sẽ phải tích lũy thành công ở vùng 37.6 hoặc ít nhất là gì 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 một tí nữa thì cho vùng 37.5 đấy cho vùng 37.5 đấy là những cái con số mà nó, nó cho 1 200 điểm bởi vì Dow Jones nó cũng ấy mà nên ở đây rồi chúng ta có thể cho phép là ở uh, Dow Jones nó tích lũy thành công ở vùng 37.5 đến vùng 37.6 điểm và bật tăng quay trở lại anh chị lưu ý như vậy ok rồi và bây giờ thì chúng ta đi đến cái nội dung tiếp theo của bản tin tuần rất là quan trọng. Đấy là sẽ đi review à, các cái danh mục rất là quen thuộc với nhà đầu tư và những cái danh mục mà Hùng lọc ra đó là những mã cổ phiếu tương đối ổn định và tính cơ bản khá là tốt. Nó khá là à, gọi là khá là, là 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 gọi là 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 phổ thông đúng không ạ? Và gần như à, các anh chị em nhà đầu tư nào đầu tư chứng khoán thì gần như cũng đều biết những cái mã cổ phiếu này. Ok trong tuần vừa qua thì có dự kiến ở vùng 58 và hướng cản 62, điểm xa hơn sẽ là vùng 65, suy soát vùng 65. Hôm nay hôm nay hơi tiếc xíu một tí là tí nữa thì nó lên đến vùng 65. Và đối với cái quan điểm của MVS ở trong cái thời gian vừa qua thì cũng có phân tích các anh chị rồi. Trong trường hợp mà không thủng à vùng 57 thì ôm chặt hàng các anh chị nhé, ôm chặt hàng. Và tuần này thì sau khi mà chạm vùng 62 thì nó test lại điểm đấy khá đẹp này, 59 60 và sau đó nó kép nhìn hai. Với cách như thế này thì có thể là tuần tới nó sẽ test nhẹ lại trên vùng 62 cộng và mục tiêu 65. Uh, sau khi mà MWG bứt được vùng 65 thì rất có thể nhịp này MWG sẽ hướng đến vùng 70. Manzan là một mã cổ phiếu trụ uh, cũng được uh, phân tích khuyến nghị đầu tư ở trong góc độ trung và dài hạn. Nó song trùng với MWG Đấy, thì trong tuần vừa qua cũng có dự kiến các vùng chỉnh của kỹ thuật sẽ kéo lại khoảng quanh vùng 72, nhưng trên thực tế thì nó chỉ test lại ở đâu đó khoảng vùng 72.7 và bật lên thì cản 175 cản 278 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì man đạt được đến cái cản thứ hai đó là vùng 78 và đây là cây nến giờ kết thúc phiên hơi đuối với cách thức như vậy thì có khả năng là tuần tới Mansan sẽ tiếp tục test lại vùng 75 75.5 Kỳ vọng test tích thành công ở vùng này thì sẽ đẩy lên vùng 78 sau đó hướng vùng 82 và mắc ở trong cái nhịp kéo này thì cũng đang dự kiến là nó sẽ kéo về cái vùng cản kỹ thuật cũ của cổ phiếu này đó là khoảng quanh vùng 82 đó thì như vậy là gì với cái cách thức như vậy thì có thể tuần tới khi mà Man San quay trở về test ở đây ở uh, test tích lũy ở khoảng quanh vùng 75 đến vùng 75.5 thì như vậy là gì? Uh, chúng ta sẽ uh, có những cái điểm tích lũy ở đây và các anh chị lưu ý, uh, chúng ta có thể thu âm thêm. BVH cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại thì BVH cũng đang cho những cái thành quả rất là tích cực ở đây thì như vậy trong tuần có dự kiến cái điểm chỉnh cung ở đây là vùng 43.4 43, nhưng trên thực tế là nó không có test về đến đây và uh, cái target mục tiêu là vùng 47 thì nó đã chính thức hoàn thành ở trong phiên giao dịch của ngày 28. Sau đó thì nó test điểm 2 ở vùng 44.5 khá là đẹp uh, có nhịp kéo ở trong phiên giao dịch của ngày 31. Tuy nhiên là hai cây nến đóng phiên thì nó lại hơi hơi đuối một tí, cho nên là khả năng tuần tới thì nó sẽ uh, tiếp tục test lại ở quanh vùng 44.5. 41.5 ở đây này, điểm này 41.5 đúng không ạ? 5 Đó, khoảng quanh vùng 44.5 cộng trừ ở đây thì như vậy là test đi thành công vùng này. Mục tiêu thì hùng vẫn tiếp tục đẩy cái target của cổ phiếu BVH lại quanh vùng 47 và xa hơn sẽ là vùng 49. G cũng là một mã trụ được phân tích khuyến nghị đầu tư. Các anh chị cứ xem lại đi tất cả những bản tin mà hùng đã phân tích cho các anh chị rồi. Thì đối với G cũng sau khi chia các anh chị sau khi chia khá là tích cực trong tuần thì có dự kiến điểm test 1 tức là nó sẽ test lại cái vùng 59.7 đây và điểm test sâu hơn thì có thể là gì nó sẽ test về vùng 58.5 đến vùng 59 và ta các kỹ thuật của G hướng về 63 đạt 63 luôn thậm chí là có thời điểm nó đã vượt vùng 63 có một điểm test lại vùng 61 đến vùng 61.5 và hiện tại cũng đang xuất hiện tiếp lực kéo thứ hai tất nhiên cái nến giờ này thì nó hơi đuối một tí nó nhưng mà đây là vùng cản mà cho nên là có thể là nhà đầu tư họ sẽ canh họ chốt ở đây tuần tới thì khả năng dự báo sẽ tiếp tục uh, kéo lên vùng 63 63.5 và khỏe hơn trong nhịp này thì Duy sẽ hướng về cái các kỹ thuật ở quanh vùng 65. Vinamilk hiện tại đang là chủ yếu nhất trong các mã cổ phiếu trụ mà cá nhân đồng lọc ra cho các anh chị. Tuy nhiên là nó vẫn có biên. Có nghĩa là các cái nhịp long sọc long sọc và các anh chị chỉ cần canh các cái vùng hỗ trợ ví dụ nhá ví dụ trong các bản tin các tuần trước có phân tích cho các anh chị vùng 658 đến vùng 66.5 này đây, đây các anh chị chính là cái đường lai này đây, 65 658 đây đấy thế thì cứ mỗi lần chạm đến cái vùng này các anh chị mua kể cả tuần trước nó có hai điểm mua cơ và tuần này nó cũng có thêm một cái điểm mua ở đây đấy viên giao dịch ngày 27 ở đây các anh chị chạm 65 65.8 thì như vậy là 65.8 thì mua này, lom khom nhẹ nhẹ lên đây thì vùng 67 67.3 chốt tạm đi bên này cản thì bên này cản thì thì chốt tạm đi. Đấy, rồi bắt đầu này tuần tới này có khi là lại có xuất hiện điểm mua này. Đây là bắt đầu nó lừng khừng ở quanh vùng 65.4. Ờ à, tuy nhiên khả năng cái điểm này khó mà nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 65. Đấy chúng ta xem thử cái điểm này mà nó tích lũy thành công nó đảo long cầu vào các thứ quay lại thì như vậy chúng ta lại mua, chúng ta lướt lát, chúng ta lại dự kiến cản của nó thì lại đây thôi quanh vùng 67 67.5, 68. Đó. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu nghiệp. Đây cũng là một cái nhóm ngành khá là hay và tích cực. ITA trong tuần thì tuần trước thì nó kéo khá là tốt này và tuần này thì cũng có dự kiến là nó sẽ chỉnh lại khoảng quanh vùng 5.45 trên thực tế thì nó không có test lại cung và nó kéo gáp tăng luôn ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày 27 và sau đó thì nó lừng khừng ở vùng 5.6 đến khoảng vùng Uh, với ta hiện tại uh, tất nhiên là chúng ta cũng sẽ khó để mà chúng ta phân tích được uh, cái cái câu chuyện là ở vùng 5.6 nó có test tích lũy thành công hay không nhưng chúng ta sẽ dự kiến là test về 5.6. Đó và test tích lũy thành công ở vùng này uh, căn cứ tín hiệu của phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba các phiên tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh giá. Mục tiêu ở trong ngắn hạn thì khả năng dự báo tiếp tục break vùng 5.8 và đi về cản 6. KBC là một mã được uh, phân tích và đầu tư hướng hướng các anh chị đầu tư bởi vì KBC cũng là một mã cổ phiếu uh, tương đối là ổn định về uh, tính cơ bản đúng không ạ? Thì trong tuần vừa qua chúng ta có dự kiến là nó sẽ quay trở lại vùng 30.3 30.5 để test tích lũy nhưng trên thực tế thì nó chỉ test lại uh, ở vùng 31 đến khoảng vùng 30.8 đến vùng 31 khá đẹp. Ở đây tuần trước nó 30.8 đến vùng 31 nó kéo lên uh, vùng 32 này. Tuần này cũng 30.8 đến vùng 31 nó lại kéo lên vùng 32 này. Nhưng vẫn chưa thể vượt được vùng 32 đến vùng 32.5 tức ở đây nó vẫn đang mắc một cái cản ở đây hơi 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 khoai và nó lại quay trở lại chỉnh cung thì trong tuần nó lại tiếp tục test vùng 30.8 đến vùng 31 này và nó bật lên ở đây hiện tại là vùng 31.4 bốn à, khả năng với cái đà hiện tại như này thì các anh chị ở đây chúng ta cái vùng các cái vùng mà hỗ trợ các anh chị chúng ta thu gom thôi còn mục tiêu ở trong ngắn hạn thì vẫn kỳ vọng nhịp này à, nhịp này KBC vẫn phải 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 đánh về khoảng quanh vùng 32.5 đến khoảng quanh vùng 33 đây là cái kỳ vọng ngắn của cá nhân đồng lên thì về đây chúng ta canh chúng ta chốt bớt SSC trong tuần vừa qua tích cực khi mà khi mà gì đây đó, dự báo là quay về vùng 41 41.3 trên thực tế thì nó chỉ test lại vùng 42 42.5 thôi tức là nó test lại cái điểm hỗ trợ trong phiên giao dịch ngày 23 24 của tuần trước sau đó nó bất bách, bách bách cản xu hướng lực kéo khá là mạnh và vượt vùng 43.5 và hướng được lên đến vùng 45.5 đây là một lực kéo rất là mạnh ở trong phiên giao dịch của ngày 28 Tuy nhiên là hưng phấn thì nó sẽ hứng một số thứ đúng không anh chị đó cái câu chuyện nó là như vậy và ở vùng 45.5 đến vùng 46 đấy là vùng cản kỹ thuật rồi và ở đây thì như vậy là sau khi mà đạt cản thì như vậy cổ phiếu lại quay trở về ở chỉnh cung thế thì câu chuyện là gì hỗ trợ thì các anh chị nên mua các cái điểm phân tích hỗ trợ này các anh chị này đó các anh chị cứ để ý đi các anh chị cứ để ý trong các cái bản tin phân tích hàng tuần đó, các cái điểm hỗ trợ vùng lựa ra thì các anh chị rất là ok và rất là happy thì ở đây chúng ta thấy rằng là SSC với cái điểm đóng đến những này thì tuần tới sẽ là vùng 42 42.3 và điểm sâu hơn là vùng 41 41.3 ở trong trường hợp mà test tích lũy thành công ở vùng này đúng không ạ và thị và và cổ phiếu đảo long thì như vậy là chúng ta lại gì chúng ta lại thiết kế điểm mua ở đây và trong các cái mục tiêu thì chúng chúng ta lại lại dự kiến là về vùng bốn ba năm và điểm xa hơn sẽ là vùng bốn bốn năm ở đây này đây là một có một cản ở đây nó khá là mạnh này cổ phiếu idc là một mã mà tính cơ bản khá là tốt tạo lập thì nó con này nó đi hơi chậm và cái cách đi thì nó cứ đi chậm lai rai vậy thôi hiện tại trong tuần vừa qua thì thứ nhất là vùng 62, 62 4 test tích thành công đây tuần trước và cả các tuần trước đó và thậm chí là có một điểm ở đây 61 nhưng mà tuần này thì điểm 61 nó không có test lại đấy trong phiên giao dịch của ngày 27 thì nó có test đến điểm 61.5 nhưng mà điểm phiên tuần này thì như vậy là cái điểm 61.5 này nó cũng không có test lại và nó hoàn thành được cái target mục tiêu ở vùng 65.5 đến khoảng quanh vùng 66 và ở đây thì nó lại đang có một nhịp chỉnh cung quay trở lại thì nói chung ở đây là vùng cản mà nên là cái xu hướng test lại là bình thường và tuần tới thì chúng ta lại làm việc với vùng 6262 62.5 62.4 62 62.5 nói chung là lanh quanh ở cái vùng 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 hỗ trợ đây này đó cái điểm này cái anh chị này là hỗ trợ này và vui vui thì em mới test về hỗ trợ xong em mới kéo lên lại làm mấy phần trăm trong một tuần làm mấy phần trăm các anh chị bằng gửi ngân hàng cả năm còn gì nữa đúng không ạ chúng ta cứ đặt cái gì mục tiêu nó to tát trong tuần làm hai phần trăm nó sướng run cả người rồi một năm làm 24 phần trăm nhỉ cố gắng như vậy thôi vốn lớn làm như vậy đây VGC à, tích cực nè trong tuần thì chúng ta có dự kiến là nó sẽ quay trở lại ở vùng khoảng vùng 53 đúng không ạ vùng 53 đến vùng 53.5 à, quay trở lại về đây vùng này test cung tức là ít nhất là nó sẽ test lại cái 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 râu nến này nhưng trên thực tế thì đây nó chỉ test ở quanh vùng 54 cộng trừ thôi và nó test ở vùng 54 54.2 à, đạt được cái target kỹ thuật 56 khuyến mại thêm đến vùng 57.5 sau đó thì nó mới chỉnh cung nó test lại lần 2 ở đây lại vùng 54 54.2 và nó hồi long như vậy tuần tới thì rất có thể là nó sẽ chỉ test lại vùng 54.5 thôi có hai mục tiêu một thì là test lại vùng 54.5 hai thì test hết cung và về cơ bản thì với cái cách tạo lập hiện tại của nhóm anh bất động sản công nghiệp thì khả năng là nó chỉ test hai điểm này thôi đó test thì thành công thì mục tiêu lại như vậy thôi đầu tiên là phải hướng về vùng 56 đã đúng không ạ Đẹp nữa thì về vùng 57 mà xa hơn nữa thì về vùng 58 tức là ngắn hạn thì VGC nó sẽ có ba target như vậy Cổ phiếu tiếp, uh, tiếp ở đây chúng ta xem nào Đây khá là ổn đây này, uh, trong tuần thì dự kiến là gì Biên hỗ trợ quanh vùng 23.4 đây này, này, cái vùng vùng vẽ này Cả kỹ thuật ở đây là vùng 24.5 thì nó khuyến mại lên khoảng vùng 24.7 rồi sau đó nó chỉnh cung uh, test nhìn một long lên rồi đang lừng khừng ở trên này nên có thể tuần tới sẽ quanh vùng 23.6 hai lần sau hai ba test tích thành công thì mục tiêu như vậy thôi vẫn là vùng 24.5 khỏe hơn thì như vậy là ngắm lại vùng 25 đây nó có cái cản 25.5 này tuần tuần từ phiên giao dịch ngày 22 ấy, thì nó đạt lên cái cản này và tại hỗ trợ các anh chị nhá thì đây thì trên thực tế thì các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ 23.5 23.3 đây hỗ trợ này thì điểm hỗ trợ này các anh chị mua này và các cái vùng cản này thì chúng ta bán này và có thể tuần tới nó lại có tiếp đây 23.6 này 23.5 này đó tại sao những vùng này các anh chị không đặt lệnh mua và tại sao những vùng 24.5, 24.6, 24.25 ở trên này Và thậm chí là vùng 25.5 trên này chúng ta đặt lệnh bán Thì ngắn hạn như vậy thôi chúng ta lướt lát Hỗ trợ thì canh mua và cản thì canh bán Đấy là cái công thức nó cũng khá là cơ bản Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép HPG trong tuần thì chúng ta có dự kiến chỉnh cung vùng mục tiêu ở vùng 28.2 28.3 ở đây và cản kỹ thuật thì như chúng ta đã đề cập rồi đương nhiên ở đây có vùng 29.2 đây này và đây có vùng 29.5 thì tuần này cũng như vậy thôi 29.2 29.5 các anh chị và ba lần ba lần nó công 29.2 cộng không đạt cho nên là gì cản mà cản thì nó nó công được thì nó chỉnh thôi và nó chỉnh thì cũng khá là đẹp câu chuyện là vùng 28.2 nhưng mà tất nhiên nó có thể nó lắc xuống vùng 28 ở đây thì phiên giao dịch ngày 30 31 đang giữ ở vùng 28 như vậy là cái lực đỡ khá là ok đẩy lên test lại và uh, đẩy và, và và cái tuần thì nó đóng trên vùng 28.5 khá là đẹp như vậy tuần tới nếu có thì như vậy là vùng 28 2 28 3 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy thôi nó lại tiếp tục cản 29 2 29.5 NKG ta xem tính tạo lập của NKG dự kiến chỉnh cung ở vùng 24 24.3 đây anh chị nhé tức là chúng ta dự test lại cái mút đến mút đến này nó rút chân lên thì như vậy chúng ta dự test nhưng trên thực tế là Nam Kim test khá đẹp ở vùng 24 6. Dự kiến target ở vùng 26 nhưng lên được đến vùng 25.6 thì như vậy nó lại đổ lại cái vùng hỗ trợ ở đây. Đây này, cuối tuần thì nó mới test này, phiên 30 31 thì nó test lại vùng 24 243. Với cách như thế này thì khả năng tuần tới nó sẽ còn có những điểm test ở đây. Đó, rồi sau khi chúng ta nhận diện thấy là gì? Lực cầu quay trở lại và cổ phiếu Nam Kim vượt thoát vùng 24.6 thì lúc đó các anh chị mua, ào ào mà mua thôi. Và mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 25 8 26. Ở trên thị trường chứng khoán nó nhiều lúc nó cũng khô khan lắm các anh chị nó chỉ có như vậy thôi đấy ví dụ uh, đây HSG thì như vậy là chúng ta có dự kiến là gì khả năng là nó sẽ quay trở lại gì test lại mút nến nhưng trên thực tế thì nó test cái điểm 21.5 năm uh, khá là đẹp ở đây và sau đó thì uh, dự kiến sau khi test thành công ở điểm này thì ta ghép kỹ thuật chúng ta hướng đến vùng 22.5 trên thực tế thì nó đánh lên được đến vùng 22.4 Thế thì giữa cái câu chuyện là 2.5 với 2.4 thì như vậy là chúng ta dự báo như vậy là cũng khá là sát rồi các anh chị. Chứ làm sao mà tuyệt đối được đúng không ạ? và từ đây thì cản mà nên nó lại đạp lại phát đây. Thì <laughs> nó chỉnh lại đây thì ở đây này, ở đây cái điểm chỉnh này là đáng lưu tâm này. Đấy, quanh chúng ta hạ xuống cái điểm này đi là khoảng quanh vùng 21.4 nhỉ, chứ không phải 21. Đó, ờ, chúng ta hạ xuống cái điểm này. Khá đẹp. Đấy thì nó <laughs> nó test lại quanh vùng 21.4 khá đẹp này. Test này, đẩy lên này, rồi test lại và đẩy lên. Đấy, và cây nến hai cây nến giờ kết thúc phiên của ngày hôm nay khá là tích cực. Với góc độ như vậy, với góc độ như vậy thì có thể là 21.6 21.5 và 21.4 kỳ vọng nông na ba bước giá này có thể quay trở về test trong trường hợp nếu thị trường chúng ta bất lợi đó và test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy thôi cản lại 22.5 2.4 22 22.5 VGS như đã có phân tích rồi trên trạc cái tục ngày và trên trạc cái tục tuần thì VGS nó đang đi vào những cái trend gọi là trend tăng về mặt trung hạn đúng không ạ Thế thì trong tuần vừa qua chúng ta có đây có mút đến này nên chúng ta có dự kiến là gì test lại quanh vùng 32 trên thực tế thì test lại vùng 33 thôi và nó khá là khỏe. Sau đó thì nó hướng lại vùng 35 và ta ghét mục tiêu thì ở trong ngắn hạn chúng ta đang đề cập đến vùng 38 và với cái với cái đà đi hiện tại như thế này thì khả năng tuần tới nó sẽ tiến lên vùng 38 thôi và xu hướng thì 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 câu chuyện là VGS sẽ vượt đỉnh sẽ vượt à tự tức đỉnh thì nó vượt rồi nhưng mà sẽ vượt vùng 38 và sẽ hướng lên vùng 40 còn sau vùng 40 nó đi kéo đến đâu thì bây giờ chúng ta chưa nói trước được nhưng mà dự báo là sẽ ít nhất là sẽ trên vùng 40 cổ phiếu TLH ở trong tuần thì cũng có cái sự tích lũy khá là ok đấy vùng 8 rồi đấy như vậy là trong tuần vừa qua là chúng ta dự báo là gì cái mút nến này, này rút lên thì nó sẽ test lại nhưng mà trên thực tế nó chỉ test lại một phần thôi nó test lại quanh vùng 7.7 và hướng về target 8 và xa hơn sẽ là vùng 8.3, xa hơn nữa sẽ là vùng 8.5 Trên thực tế thì ở đây nó đang xây được một cái kênh xu hướng lực cầu trong tuần vừa qua khá là tích cực Vậy thì có thể là nó sẽ test lại vùng 7.9 đến vùng 8, test đi thành công Hướng vùng 8.3 và điểm xa hơn sẽ là vùng 8.5 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thì trong tuần vừa qua nửa đầu tuần thì nhóm ngành đầu tư công của chúng ta hút tiền khá là tốt. Tuy nhiên là nửa kết tuần thì như vậy là nhóm đầu tư công của chúng ta lại bắt đầu có xu hướng thiên hướng chỉ giảm. KSB ở đây chúng ta có phân tích dự báo cái điểm tích lũy ở khoảng quanh vùng 21.7, 21.8. Đây các anh chị này thì tuần vừa qua nó tích lũy khá là tốt ở trong phiên giao dịch ngày 27, cả kỹ thuật 23 xong cản 23 thì chúng ta dự kiến là có một cái cản trên này nữa là cản 23.8 đến vùng 24 trên thực tế thì đi được đến vùng 23.4 thì như vậy là cái FP bắt đầu có cái suy cái sự suy yếu tín hiệu đường MACD đây các anh chị này tín hiệu đường MACD bắt đầu gì ạ? có xu hướng chỉnh giảm đỏ và bắt đầu có xu hướng cắm đầu đi xuống thì điều đó cho thấy rằng là cái lực đi của cổ phiếu nó bắt đầu bị chậm đà tăng như vậy thì tuần tới KSB sẽ ở vùng 2.4 và tại cái điểm này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Thủng vùng 2.4 thì như vậy nó sẽ phải hướng về vùng 21.8, 21.9 đến vùng 22. Trong trường hợp không thủng tích lũy thành công thì như vậy nó sẽ đảo long và chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, dự kiến uh, các cái target kỹ thuật ít nhất là nó sẽ gì Nó sẽ công lại ở vùng 23. Đó, trong cái quá trình mà nó công thì như vậy thôi, nó sẽ phải công lại vùng 23 đã. Đó. Đây xin nó sẽ công lại vùng 23 đó. Đấy. Và sau khi bắt được vùng 23 rồi thì như vậy chúng ta sẽ xây dựng ở các cái vùng cao hơn. PLC sau khi đạt được những cái target rất là đẹp ở trong tuần vừa qua đây dự kiến là test ở vùng 30 nhưng mà trên thực tế thì um, cuối tuần phiên kết tuần nó mới test phiên 30 31 nó mới test dự kiến nó cản đến 5 không biết cây nến này là cây nến đều hay là cây nến thật thì cũng không rõ lắm nhưng về cơ bản là 32 thì chắc chắn rồi nhưng mà vấn đề là 32.5 thì không biết là có có hay không khả năng là cây nến này cũng dễ là một cái cây nến mà nó chỉ khớp 100 cổ phiếu thôi. kiểu kiểu như thế ở đây thì nó đang ngập ngừng ở quanh vùng 30 nhưng với cái tín hiệu đường mát như thời điểm hiện tại thì rất có thể là vùng 28.9 đến khoảng quanh vùng 29 ở tuần tới sẽ là biên hỗ trợ tại đây đánh giá thêm. Tích lệ thành công thì như vậy mục tiêu lại vùng 31.5 đến vùng 32. VCG cũng có đạt tích cực ở đầu phiên à đầu tuần. À, tuy nhiên là đến phiên ngày 31 thì nó lại hơi đuối. Thì ở đây chúng ta có biên hỗ trợ kỹ thuật của nó là vùng 2.2 đến vùng 22.5 đây. Ok và test tích đi thành công thì chúng ta đưa target lên vùng 23.5 ở trong tuần vừa qua thì có thời điểm mà đẩy lên đến vùng 23.8 Nhưng mà sau đó thì cái điểm 23.8 cổ phiếu VCG không bách được Hiện tại thì đang quay test ở vùng 23 Tuy nhiên là đây là một cây nến mà dịa, à, lực bán mạnh ở cuối phiên Đồng thời tín hiệu đường MACD thì cũng đã bắt đầu nhìn thấy ạ bắt đầu thấy chỉnh đỏ rồi Như vậy là đà tăng cổ phiếu sẽ bị chậm đi và dự kiến tuần tới Như vậy là nó sẽ quay trở lại đây các anh chị vùng hỗ trợ bên này thì bên này nó cũng hỗ trợ thôi đây sẽ là vùng 2.5 đến khoảng quanh 2.6, kỳ vọng test tích nghi thành công ở vùng này thì như vậy là có thể gì? thu gom thêm. Ra đánh ngược lên. SCN phục hồi tích cực và đây test hỗ trợ điểm 1 cũng biết là cây nến này có thật hay không nhưng mà thường thường là cái cái trên này thì thật hơn này, quanh vùng 14.7 14.8 này và nó đạt lên được đến vùng uh, suy soát vùng cảnh tuột 15.6 và hiện tại thì nó đang đan xen à, sụp xịt sụp xịt sụp xịt ở đây như vậy tuần tới 14.8 14.9 15 kỳ vọng test đi thành công của vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật của FCN lên khoảng quanh vùng 16 và 16 là vùng cản kỹ thuật của nó cổ phiếu LCG ở đây chúng ta phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật của LCG vùng 11.5 đến vùng 11.6 trên thực tế thì test về đến 11.6 vùng cản à sẽ ở vùng 12.8 12.4, sau đó thì sẽ hướng đến vùng 12.8. Trên thực tế thì LCG chỉ lên được đến vùng 12.4 thôi và hiện tại thì nó đang có những cây nến đang có những cây nến giờ test lại như vậy thì sẽ là 11.9. Đầu tiên nó sẽ test lại 11.9 để chúng ta xem thử cái vùng 11.9 này nó như thế nào. Đấy và trong trường hợp nếu như vùng 11.9 này mà nó bị phá vỡ thì đương nhiên rồi. Cái chỉ dẫn tiếp theo là gì? Chúng ta sẽ phải uh, tính toán ở vùng 11.5 đến vùng 1 6 Đó là xu hướng của lcg. HHV ở trong tuần có phục hồi. Uh, trên quan điểm kỹ thuật thì như vậy là chúng ta dự báo là gì? Nó sẽ quay trở lại test mút nến ở vùng 12.8. Còn điểm hỗ trợ sâu hơn là vùng 12.5, 12.6. Uh, điểm test khá đẹp 12.8, 12 cản kỹ thuật 13.5 thì lên được đến vùng 13.4 và hiện tại thì nó cũng đang khá là dập dìu cái nến này thì cũng tích cực này như vậy thì tuần tới nếu có thì vùng 12 9 13 ở à, kỳ vọng test tích lũy thành công như vậy thì như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng 13.5 tại cái cản 13.5 này thì là vùng cản nên khả năng là cái câu chuyện là gì cổ phiếu nó cũng sẽ có những cái điểm mà chỉnh cung nghỉ ngơi tích lũy ở vùng đó nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì trong nhóm ngành này hiện tại nó phân hóa thành hai tốp anh chị một tốp là chạy một tốp là chạy tí giá. và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu mà đã nhấn mạnh ở cái thời gian trước ví dụ như nam long đạt phương hdg hdc chạy rất tích cực còn cái tốp hai là tốp chưa chạy tốp đang đứng im đó là những thằng ví dụ đất xanh sell dg uh, pdr đấy là những cái thằng chưa chạy vậy thì chúng ta sẽ đi view và đặc biệt một số các mã cổ phiếu các anh chị lưu ý một số các mã cổ phiếu nhấn mạnh đang đang hình thành những trận đánh lớn đang hình thành những trận đánh lớn các anh chị chú ý nha cổ phiếu sell ở trong tuần thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật 18 18.2 và hướng cản 19.5 trên thực tế thì lên được khoảng 19.3 thì nó lại đang ngập ngừng Thế thì cái điểm ngập ngừng ngày thì khả năng tuần tới xe sẽ có những cái điểm chỉnh lại, test lại ở khoảng quanh vùng 18.5, 18.6 kỳ vọng test tích lũy thành công. Đảo Long chúng ta hướng vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. Cổ phiếu HDG hiện tại thì lực cầu của HDG cực kỳ tốt ở trong tuần vừa qua và chúng ta thấy rằng là nó liên tục vượt cái đường MA trung bình 21 phiên. Các anh chị có thể xem ở trên giả cái tuần ngày. Thì chúng ta có phân tích rồi, ở sau những cái điểm test kỹ thuật ở đây thì chúng ta kỳ vọng nó sẽ test hai điểm điểm một là quanh vùng 31 và điểm 2 sẽ là vùng 30 trên thực tế thì trong tuần vừa qua HDG trong phiên giao dịch ngày 27 nó chỉ test rất nhẹ nhàng thôi và sau đó nó đẩy break kênh và nó tiếp tục đẩy break lại vùng 33.5 và đang thực hiện test lại các anh chị đang thực hiện test lại đây nó đang thực hiện test lại và những cái điểm test này rất ổn định rất ổn định ở cái góc độ là gì nó chỉ test ở vùng 33.5 thôi và kể cả là trong cái phiên giao dịch của ngày 27 tuần vừa qua nó cũng như vậy thì đối với HDG hiện tại cũng đang là một cái mệnh đề nó rất là hay Thế thì ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ 32, 3.5 kỳ vọng là test thành công vùng này thì rất có thể là HDG nhịp này sẽ break đỉnh và nó sẽ break vùng 36 để hướng đến vùng 40 thì chúng ta chú ý ở các tài khoản mà chúng ta đang cầm ở trong tuần tới trong trường hợp mà nó gì ạ, thị trường chúng ta test thuận lợi tất cả mọi thứ thuận lợi ở đây đấy thì các anh chị có thể thu gom thêm tiếp theo đấy là HDC HDC thì bây giờ là nó đang ủ ủ kén các anh chị nó đang ngủ kén và nó đang, đang 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 dự kiến một cái một cái xu hướng một cái xu hướng dài đó vậy thì uh, ủ kén và dự kiến một cái xu hướng dài như vậy thì chúng ta cũng phải gì chúng ta có những cái động thái uh, chúng ta tích lũy thêm cổ phiếu uh, tích lũy thêm uh, các cái vị thế để chúng ta chuẩn bị cho những cái trận đánh dài như vậy thì ở đây nó đang hình thành được một cái xu hướng tăng các anh chị có thể xem lại trên cả kỹ thuật giờ trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến ở vùng 30 đến vùng 30.5 thì nó test ở vùng 30.5 nó đẩy lên cả cái thuật 32 sau đó tại vùng 32 nó quay trở lại nó test đây nó test này rồi nó lại tiếp tục đẩy lên rồi có thể là tuần tới nó sẽ quay trở lại nó tiếp tục nó test như vậy là tuần tới thì có thể là gì nó sẽ đẩy lại ở khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.5 đấy kỳ vọng là nó sẽ test tích lũy thành công ở vùng này và mục tiêu ở trong ngắn hạn thì sẽ bứt cản vùng 32 và cái điểm mẫu chốt điểm mẫu chốt À, trong ngắn hạn là HDG, HDC nó phải bứt được qua cái vùng cảnh kỹ thuật 34 thì khi đó nó sẽ mở những cái trang kỹ thuật theo quan điểm của Hùng là rất là ok. Cổ phiếu Nam Long cũng là một mã cổ phiếu mà rất là cơ bản vùng đã lọc ra để Hùng lựa chọn phân tích cho các anh chị. Đấy, và trong cái thời điểm hiện tại thì Nam Long cũng đã lên được những cái target kỹ thuật rất là cao. Và trong tuần vừa qua chúng ta có phân tích điểm 42.5 đến khoảng quanh vùng 43 Uh, à, test tích thành công vùng này thì target 1 44.5 và target 2 46 hoàn thành được cái vùng 4, 4 5 rồi và tại đây thì nó test này rồi nó kéo này nhưng vậy có thể tuần tới đây chạm 4.4.5 thì nó lại test nhẹ nên có thể là vùng 43.5 đến vùng 44 sẽ là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần tới và kỳ vọng là bứt vùng 44.5 để hướng về vùng 46 và trong trường hợp nếu như Nam Long của chúng ta một bứt vùng 46 cộng với một cái lực cầu xác nhận ở đây thì như vậy là 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 là, là các anh chị cũng biết cái điều gì đúng không ạ cái điều gì nó sẽ xảy ra rồi đúng không ạ rồi ok cổ phiếu KDH cũng <laughs> cũng là một mã cổ phiếu được lọc ra ở trong cái nhóm ngành bất động sản dân cư thì nó vô vàn các cổ phiếu nhưng mà chúng ta chỉ phân tích một số thôi thì ở đây các anh chị này đó, chúng ta có điểm 35 35.2 đó là biên mà chúng ta dự báo là gì cổ phiếu này sẽ quay trở về test mút nến bởi vì đây nó có một cái mút nến rất là dài ở trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu tuần trước nên là câu chuyện là nó sẽ quay trở lại test và các anh chị để ý đây này, đấy ba cây nến hai cây nến và cứ cho cả cái này, này đi Đấy thì nó test ở vùng 36 à 35 35.2. Test đi thành công ở đây thì như vậy là đẩy ra ghét lên vùng 36.4, điểm xa hơn sẽ là vùng 37. Ở đây thì nó lại đánh một cái trận rất là 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 hai luôn, tức là ở đây nó đã hình thành được cái mô hình ve kép. Đây anh chị phiên ngày 30 lại tiếp tục vùng hỗ trợ 35 35.2. Rồi bây giờ sau đó nó kéo lên đến vùng 36.2 rồi thì như vậy là có vẻ tuần tới dự kiến là sẽ bứt ở vùng 36.4 và mục tiêu sẽ là vùng 37. 37 mà bước qua được thì như vậy là sẽ hướng lên ở đây là ta cái kỹ thuật ở vùng 38 thì hiện tại đối với KDH là như vậy Đạt Phương hiện tại cũng đã đạt được những cái target kỹ thuật rất là cao ở trong cái xu hướng phân tích kỹ thuật của chúng ta và khi mà ngập ngừng đến cái đoạn target kỹ thuật ở vùng 60 thì chúng ta thấy rằng Đạt Phương họ cũng đang neo đó Đạt Phương đang neo những cái giá rất là tốt Ví dụ trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến chỉnh về vùng 52 đến vùng 53 trên thực tế thì nó chỉnh quanh vùng 54 sau đó rút chân và tiếp tục kéo các anh chị tiếp tục kéo và đây là một lực kéo rất là mạnh này nó kéo đạt lên đến gần target 60 và tại 60 đó thì nó lại chỉnh cung nó test lại điểm hai và lại kéo lên và bây giờ lại test lại như vậy thì sau hai cây nến giờ hai cây nến giờ phục hồi ở đây thì nó đang có hai điểm và như vậy tuần tới thì có thể kỳ vọng ở một cái cách tạo lập như này thì đạt phương sẽ sẽ break đỉnh 60 đó, sẽ đích đỉnh 60, tức là nó sẽ test lại vùng 57 hoặc điểm nhẹ nhàng hơn sẽ là khoảng quanh vùng 56 đây nó test hai điểm này. đấy rồi sau đó là gì sẽ hướng về Bách vùng 60 và đạt phương sẽ chúng ta sẽ xây cái ta kỹ thuật của đạt phương lên khoảng quanh vùng 65 khá là ok. À, dg hiện tại thì chưa có chạy, dg đang tích lũy và chúng ta cũng phải chờ đợi thôi. với những cái dòng mà nó đang tích lũy thì chúng ta vẫn phải chờ đợi. Thì trong tuần vừa qua chúng ta dự báo điểm 27.5 Và điểm sâu hơn sẽ là vùng 26.8 đến vùng 27 Trên thực tế thì gần như, à đây có một điểm về 27.2 Còn về cơ bản là nó test tích lũy ở vùng 27.5 Kéo lên, à, tuy nhiên lực kéo thì nó cũng chưa đủ lớn Và hiện tại thì lực cầu nó cũng đang khá là thấp Nên với cái cách vận hành như thế này Thì như vậy thôi, tuần tới thì chúng ta sẽ có điểm là 27.5 còn điểm uh, sâu hơn, uh, sâu hơn thì chúng ta vẫn phải dự báo ở khoảng quanh vùng 27.27.2. Đây này. Đó tức là có thể nó sẽ quay trở lại nó test lại cái mút nến của cái phiên giao dịch ngày 30, đó là câu chuyện hết sức là bình thường. Kỳ vọng test tích cực thành công thì ở trong ngắn hạn á. Ở trong ngắn hạn thì chúng ta đang kỳ vọng DG sẽ hướng về vùng 29 chấm mấy đây này, vùng 29.5. 29.5, 29.6 thì này, 29.6. Đấy, nôm na là quanh quanh cái điểm này đất xanh cũng tích lũy cả tuần thôi hiện tại thì đất xanh lực cầu đang khá là thấp cho nên là cái câu chuyện để mà đất xanh bứt phá thì uh, nó 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 chưa có đúng không ạ và uh, cách thức vận hành của đất xanh ở trong thời điểm hiện tại đây như vậy là trong tuần vừa qua chúng ta có nói đến vùng 16 16 đến khoảng vùng 162 và trên thực tế thì đất xanh tích lũy ở vùng 16.5 đến khoảng vùng 16.6 đó vậy thì như vậy tuần tới thì với cách vận hành như thế này thì như vậy là đất xanh khả năng nó cũng sẽ tiếp tục tích lũy thôi và chúng ta phải chờ được một cái lực cầu đột biến khả năng quanh vùng 16 tháng 6 cản kỹ thuật của đất xanh ở trong ngắn hạn thì đây đây này vùng 17 chấm mấy đây này 17 5 17 5 17 8 đấy Novaland em này hơi bấp bênh khi lên khi xuống khi cục khi xòe tiếp tục tích lũy ở vùng 14 14.2 và trong ngắn hạn đấy mục tiêu thì như chúng ta đã có phân tích trong tuần trước rồi ở vùng 14, 14 2 trong ngắn hạn đẹp thì kéo được khoảng quanh vùng 15.5 Anh chị tạm thời như vậy cổ phiếu PDR ở đây cũng trong tuần vừa qua thì về cơ bản là như nó đang cũng đang chủ chủ đạo là tích lũy thôi. Sau khi chia tách xong đúng không ạ? Thì đây chúng ta đó cái vùng 25 25.2 và cản trên là vùng 26 thì trong tuần vừa qua là nó suýt soát đi lên được đến cản trên và phiên 30 31 thì đang tích lũy ở vùng 25. Như vậy, như vậy thì cái quả bóng nó sẽ lại được đẩy tiếp vào tuần tới có khả năng nó có hai điểm test một là test về quanh vùng 25 hai là sẽ test về dâu nến tức là khoảng quanh vùng 24 6 đó hai điểm test này và kỳ vọng test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục gì dự báo uh, xu hướng phục hồi của cổ phiếu tiếp tục công cản kỹ thuật 26 điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 tức là sau khi chia thì cổ phiếu sẽ có cái vùng cản kỹ thuật ở đây thì hỗ trợ thì các anh chị canh thu gom và cản kỹ thuật thì các anh chị canh bán đó là một nguyên lý bất di bất dịch mà cái là đúng lê đã có phân tích cho anh chị trong những cái bản tin rất là dài trong thời gian vừa qua Ok anh chị nhá thì về cơ bản là chúng ta về 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 mặt kỹ thuật thì như vậy là chúng ta sẽ diện chúng ta sẽ tạm dừng ở tất cả các cái nội dung phân tích tại đây với những mã cổ phiếu nào các anh chị đang quan tâm thì như vậy là chúng ta có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để như vậy cũng trả lời tất cả các cái câu hỏi của anh chị. Thế còn về 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 xu hướng tuần tới của chỉ số VNI thì nó sẽ chịu những cái tác động nào? Cái thứ nhất đó là cái xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Trong tuần tới thì không biết là nhà đầu tư nước ngoài có bán ròng tiếp hay không bởi vì hiện tại thì cái xu hướng bán ròng này đã hết sức đang đang hết sức là mạnh 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 mẽ đúng không ạ mỗi phiên nó cứ táng trung bình từ tầm 800 đến khoảng tầm nghìn uh, hai tỷ trên một phiên thì đó là một cái xu hướng bán ròng rất là mạnh cái thứ hai nữa là chỉ số Dow Jones câu chuyện chỉ số Dow Jones có tích lũy được ở trên vùng 30, 37 uh, 38, năm, uh, 3, 7, 5, 37 38.000 năm không đó 37.500 điểm hay không thì đó là một câu chuyện cũng hết sức là chúng ta hết sức ở lưu tâm ở trong cái thời gian uh, tuần sắp tới đó để chúng ta xét xem cái xu hướng song hành giữa chỉ số Dow Jones và chỉ số VNI. Rồi, còn đối với chỉ số VNI trong tuần tới thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ kỹ thuật 1257 1260 và điểm sau hơn sẽ là quanh vùng 1250 đến vùng 1252 tiếp tục đánh giá và căn cứ tín hiệu trong phiên rồi trong ngày như vậy hoặc là tạm cái thời điểm nào đó thì cũng sẽ tiếp tục có những cái bản video phân tích để cập nhật đến anh chị em cộng đồng nhà đầu tư để chúng ta có thêm những cái góc nhìn tham khảo bản phân tích cập nhật uh, xu hướng tuần đến đây là hết xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản uh, cập nhật tiếp theo.